Sách trắng Thiền Tông, Đức Phật dạy tám phần tuyệt mật, truyền theo dòng Thiền Tông, Nguyễn Nhân sưu tầm, biên soạn và viết lại. Trong một tam giới có 45 hành tinh chia ra như sau. 1. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, gọi là cõi trời vô sắc. 2a. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương, gọi là cõi trời hữu sắc. 2b. Trong cõi trời hữu sắc rực rỡ này có 6 hành tinh rất thanh tịnh, gọi là lục quốc tịnh độ. 3. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương thật đậm, cường lực rất mạnh, nên gọi là cõi trời dục giới. 4. Có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại, đất, nước, gió, lửa, nơi 5 loài sống chung, tức ngũ thú tạp cư, gọi là địa cầu. Một tam giới mà đã có nhiều hành tinh như vậy, ai đó bảo càng khôn vũ trụ này là do họ làm ra là không đúng sự thật. Phần 3. Giải thích cõi trời vô sắc. Vì sao gọi là cõi trời vô sắc? Vì cõi trời này cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, rất thanh tịnh. Do đó, sự sống ở cõi trời này rất thanh tịnh, gồm có 11 hành tinh. 1. Trời vô lượng nghiêm sức. 2. Trời nghiêm sức quả thiệt. 3. Trời vô tưởng. 4. Trời vô phiền. 5. Trời vô nhiệt. 6. Trời thiện kiến. 7. Trời thiện hiện. 8. Trời sắc cứu cánh. 9. Trời ma hê thủ la. 10. Trời phi phi tưởng. 11. Trời phi phi tưởng xứ. Vị cai quản cõi trời này gọi là Chúa Trời vô sắc. Người sống ở cõi trời này gọi là trời nam hay trời nữ. Trời nam hay trời nữ này, vị nào cũng mang tánh trời cả. Tánh trời của họ cũng tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Việc làm ở cõi trời này có 4 việc như sau. 1. Trời nam và trời nữ có bổn phận giao hợp với nhau sanh ra trời con, để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Chứa trong trung ấm thân này là cái vỏ bọc tánh Phật. Trung ấm thân của con người làm gì mà được vãng sanh đến cõi trời vô sắc này? Vì trung ấm thân khi còn sống ở thế giới loài người thích làm 3 việc như sau. 1. Thích làm phước thiện thật nhiều. 2. Mơ tưởng thích sống nơi thanh tịnh. 3. Ngồi thiền ép cho tâm vật lý được thanh tịnh. Ở thế giới loài người, ai muốn sống nơi thanh tịnh thì thực hành 3 phần nói trên, tức tự tạo ra làn sóng nghiệp thanh tịnh. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người thì được làn sóng nghiệp do mình tự tạo ra đó, nó tự động hút đưa mình đến cõi trời vô sắc này. Một vị trời ở cõi trời vô sắc này được sinh ra như sau. Trung ấm thân mang vỏ bọc tánh Phật, khối nghiệp thiện, khối nghiệp thích thanh tịnh đến với cõi trời vô sắc này. Đầu tiên phải tìm đến đôi trời nam và nữ đang giao hợp, chui vào lỗ đen của trời nữ để không còn thấy, nghe, nói và biết nữa. Sau đó trung ấm thân được đưa vào tử cung của trời nữ, ngủ suốt 900 năm, 10.000 ngày, sau đó được sanh ra làm một vị trời con, và dần dần lớn lên cũng theo chu kỳ, thành, trụ, hoại, diệt của nhân quả và luân hồi. Vị trời con sống nơi cõi trời vô sắc này có 4 việc làm như sau. 1. Tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này. 2. Dụng công tọa thiền để thụ hưởng cái an vui kỳ diệu do mình dụng công tọa thiền mà có. 3. Ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh vô sắc này, cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. 4.
trời nam và trời nữ giao hợp với nhau, sanh ra trời con, để nhận chung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Tuổi thọ của loài trời vô sắc này là 100.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Ở thế giới loài người, ai muốn vãng sanh đến cõi trời vô sắc này sinh sống, thì ở thế giới loài người phải làm 4 việc như sau. A. Làm phước thật nhiều để tạo nghiệp thiện. B. Cầu mong được sống nơi thanh tịnh. C. Tọa thiền dụng công ép cho thân mình khô kiệt. D. Ép cho tâm vật lý không còn suy nghĩ. Ai thực hiện đúng 4 phần nói trên, khi hết tuổi thọ sẽ được vãng sanh đến sống một trong 11 hành tinh vô sắc này. Phần 4. Giải thích cõi trời hữu sắc và tịnh độ. Cõi trời hữu sắc có 11 hành tinh. 1. Trời đại phạm. 2. Trời thiểu quang. 3. Trời vô lượng quang. 4. Trời quang âm. 5. Trời thiểu tịnh. 6. Trời vô lượng tịnh. 7. Trời biển tịnh. 8. Trời phước sanh. 9. Trời phước ái. 10. Trời quản quả. 11. Trời nghiêm sức. Vị cai quản cõi trời này gọi là Chúa Trời Hữu Sắc. Người sống ở cõi trời này gọi là trời nam hay trời nữ. Trời nam hay trời nữ này vị nào cũng mang tánh trời cả. Tánh trời của họ là do cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương, nên lúc nào họ cũng thích cảnh có màu sắc đẹp. Việc làm ở cõi trời này có 3 việc như sau. 1. Tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này. 2. Ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh hữu sắc này, cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ. 3. Trời nam và trời nữ giao hợp với nhau, sanh ra trời con, để nhận chung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Tuổi thọ của loài trời hữu sắc này là 10.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Loài người ai muốn vãng sanh đến cõi trời hữu sắc này sinh sống, thì ở thế giới loài người phải làm 2 việc như sau. 1. Thích làm phước thiện thật nhiều. 2. Mơ tưởng thích sống nơi cảnh đẹp. Vì làm được 2 phần nói trên, nên khi còn ở nơi thế giới loài người, họ tự tạo ra làn sóng nghiệp vui tươi. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, tánh người được biến thành là trung ấm thân, nên được làn sóng nghiệp bằng điện từ âm dương do mình tự tạo ra đó, tự động hút đưa trung ấm thân mình đến cõi trời hữu sắc này. Một vị trời ở cõi trời hữu sắc này được sanh ra như sau. Trung ấm thân mang vỏ bọc tánh Phật, khối nghiệp thiện, khối nghiệp thích vui tươi đến với cõi trời hữu sắc này. Đầu tiên là phải tìm đến đôi trời nam và trời nữ đang giao hợp, chui vào lỗ đen của trời nữ để không còn thấy, nghe, nói và biết nữa. Sau đó, trung ấm thân được đưa vào tử cung của trời nữ ngủ suốt 90 năm 1.000 ngày. Sau đó được sinh ra làm một vị trời con, dần dần lớn lên cũng theo chu kỳ thành trụ hoại diệt của nhân quả và luân hồi. Tuổi thọ của loài trời hữu sắc này là 10.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Nước tịnh độ có 6 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc của điện từ âm dương, cũng rất rực rỡ và thanh tịnh. Vì sao gọi là nước tịnh độ? Vì nó cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ và thanh tịnh, là nơi giải pháp môn thanh tịnh thiền để giúp người tu vượt ra ngoài sự cuốn hút của thế giới vật lý âm dương.
Nước Tịnh Độ này có 6 hành tinh, gồm 1. Nước Tịnh Độ của Đức A Sơ Bệ Phật ở hướng đông mặt trời. 2. Nước Tịnh Độ của Đức A Di Đà Phật ở hướng tây mặt trời. 3. Nước Tịnh Độ của Đức Nguyệt Đăng Phật ở hướng nam mặt trời. 4. Nước Tịnh Độ của Đức Diệm Kiên Phật ở hướng bắc mặt trời. 5. Nước Tịnh Độ của Đức Phạm Âm Phật ở hướng trên mặt trời. 6. Nước Tịnh Độ của Đức Sư Tử Phật ở hướng dưới mặt trời. Vị cai quản nước Tịnh Độ này gọi là Đức Phật. Người sống ở các nước này gọi là tiên nam hay tiên nữ. Việc làm ở nước Tịnh Độ này có 4 việc như sau. 1. Tiên nam và tiên nữ có bổn phận giao học với nhau sanh ra tiên con, để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Khi tiên nữ thụ thai, liền đến ao hồ hoặc biển, đẻ vào hoa sen đó một noãn tiên. Thời gian sanh ra vị tiên này là tùy theo sự làm phước và mong cầu của người này khi còn là một con người sống nơi thế giới loài người. Mà trong phụ phẩm Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có nói rất rõ. 2. Được đi lại tự do bất cứ đâu trong nước Tịnh Độ này. 3. Ngày nào cũng đi cúng các nơi thờ những Đức Phật quá khứ. 4. Ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh Tịnh Độ này. Cấu tạo bằng điện từ âm dương, có 12 màu sắc rực rỡ. Tuổi thọ tiên sống ở cõi Tịnh Độ này là 1.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, trước khi trở lại sống nơi thế giới loài người, thì phải qua Đức Phật A-di-đà dẫn ra ao hay hồ hoặc biển để Ngài kiểm thiền, coi vị tiên này có được giải thoát hay còn bị đi trong lục đạo luân hồi nữa. Bằng cách là Đức Phật A-di-đà bẻ một cành hoa sen, đưa cho vị tiên ấy xem. Nếu vị tiên ấy nhìn thấy cành hoa sen mà thấy được bằng tánh thấy thanh tịnh Phật tánh của chính mình, thì vị tiên ấy sẽ được Đức Phật A-di-đà xác nhận bằng câu: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Rồi Đức Phật A-di-đà dạy vị tiên này 8 phần tuyệt mật trong một tam giới như: 1. Phật giới. 2. Số lượng hành tinh trong một tam giới. 3. Tại sao bị luân hồi. 4. Làm sao được ra ngoài vòng luân hồi. 5. Tạo ra phước đức để làm gì. 6. Tạo ra công đức để làm chi. 7. Một vị Phật được hình thành như thế nào. 8. Nhiệm vụ của một vị Phật ra sao. 8 phần dạy nói trên, vị tiên ấy khi đã học xong, Đức Phật A-di-đà mới đưa vị tiên ấy trở lại thế giới loài người, đến gần chỗ mạch nguồn thiền thanh tịnh đang phổ biến. Nhờ vậy, khi vị này vừa nghe đến hai tiếng thiền tông, tự nhiên nhớ lại tất cả những gì mà Đức Phật A-di-đà đã dạy họ. Còn ở thế giới loài người, ai muốn vãng sanh đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà sinh sống, thì ở thế giới loài người phải làm hai việc như sau. A. Làm phước thật nhiều. B. Ngày nào cũng mong muốn vãng sanh đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà sinh sống. Khi hết tuổi thọ sẽ được vãng sanh đến nước của Ngài. Phần 5. Giải thích cõi trời dục giới. Vì sao gọi là cõi trời dục giới? Vì nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, có 5 màu sắc rất đậm. Do đó, sự sống ở cõi trời này dao động rất mạnh. Vì dao động rất mạnh nên gọi là dục. Gồm có 11 hành tinh. 1. Trời Tứ Thiên Vương. 2. Trời Thượng Đế, nhân gian gọi là trời Ngọc Hoàng. 3. Trời Đế Thiên. 4. Trời Đế Thích. 5. Trời Đao Lợi. 6. Trời Tu Diệm Ma. 7. Trời Đâu Xúc Đà. 8. Trời Hóa Lạc. 9. Trời Tha Hóa Tự Tại. 10. Trời Phạm Chúng. 11. Trời Phạm Phụ. Vị cai quản cõi trời này gọi là Chúa Trời Dục Giới. Người sống ở cõi trời này gọi là trời nam hay trời nữ.
Chỉ riêng cõi trời Thượng Đế gọi là con chiên. Việc làm ở cõi trời này có bốn việc như sau. Một, trời nam và trời nữ có bổn phận giao hợp với nhau sanh ra trời con, để tiếp nhận trung ấm thân của con người vãng sanh đến. Hai, tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này. Ba, ngày nào cũng sáu lần cầu nguyện và khẩn lại vị Chúa Trời dục giới này. Nếu vị trời nữ nào lại ngày mà ngài thích, thì vị trời nữ đó phải hãnh diện ở giới ngài. Bốn, ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh dục giới này, cấu tạo bằng điện từ âm dương, có năm màu sắc rất đậm. Năm, tuổi thọ của loài trời vô sắc này là 1.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Ở thế giới loài người, ai muốn vãng sanh đến cõi trời dục giới này sống, thì ở thế giới loài người phải làm hai việc như sau. A. Làm phước thiện thật nhiều. B. Sáng, trưa, chiều, tối, sáu thời phải cầu nguyện và lại vị Chúa cõi trời dục giới này, và xin tự nguyện làm những việc như sau. A. Tự nguyện làm con của ngài. B. Tự nguyện hiến thân cho ngài, muốn làm gì thì làm. C. Khi thệ nguyện rồi, không được phản lại lời thệ nguyện của mình. Nếu ai phản lại thì bị giam vào ngục tối cho đến khi nào hết tuổi thọ mới được trở lại thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Phần 6. Địa cầu là nơi năm loài sống chung. Có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại là đất, nước, không khí và lửa, gồm có 1. Đông Thắng Thần Châu, 2. Tây Ngu Hóa Châu, 3. Nam Thiện Bội Châu, cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề, tức địa cầu loài người đang sinh sống, 4. Bắc Cô Lôi Châu, 5. Thượng Tu Di Châu, 6. Hạ Diệm Quang Châu. Trái đất này có 5 loài sống chung: 1. Loài thần, 2. Loài người, 3. Loài ngạ quỷ, 4. Loài súc sanh, 5. Loài địa ngục. Việc làm của mỗi loài: 1. Loài thần, không lao động. Thần nam và thần nữ có bổn phận giao hợp với nhau sanh ra thần con để tiếp nhận trung ấm thân của loài người vãng sanh đến. Nơi ở của vị thần là miếu, cũng gọi là miếu. Ăn và uống do loài người đem đến dâng cúng, tuổi thọ là 500 năm. 2. Loài người, người nam và người nữ phải giao hợp với nhau sinh con để tiếp nhận tánh Phật vào trong tam giới này rong chơi, hoặc tiếp nhận vỏ bọc tánh của các loài trong tam giới trở lại sống với loài người. Việc làm của loài người có 6 phần: 1. Lao động bằng tay chân để có thức ăn và nước uống. 2. Lao động bằng trí óc để có thức ăn và nước uống. 3. Đi lường gạt người khác để có thức ăn và nước uống. 4. Bóc lột sức lao động của người khác để có thức ăn và nước uống. 5. Đi cướp giật của người khác để có thức ăn và nước uống. 6. Bịa ra những chuyện không đúng sự thật để có tiền mua thức ăn và nước uống. Tuổi thọ trung bình của một con người là 80 năm. Trên đây là 6 căn bản của loài người. 3. Loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ nam và ngạ quỷ nữ phải giao hợp với nhau sanh ra ngạ quỷ con để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người bị luân chuyển vào. Loài ngạ quỷ có 2 loài: 1. Sống với con cháu ở trong dòng tộc, ăn thì ngửi mùi của trái cây hay hoa, uống thì ngửi hơi nước từ các dòng sông, suối, biển bốc hơi lên. 2. Không sống với con cháu mà đi lang thang các nơi để ngửi mùi thức ăn bán ngoài cửa hàng hay quán, nếu có ai cúng thì đến giành giật để ăn. Tuổi thọ của loài ngạ quỷ này là do nghiệp trả vai trong gia tộc của họ, không có thời gian ấn định, có khi vài ngày và cũng có khi cả 100 năm. 4. Loài súc sanh. Súc sanh đực và súc sanh cái phải giao hợp với nhau sanh súc sanh con để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người bị nghiệp giết hại kéo đến. Ăn uống, trái cây, hoa lá hay ăn thịt đồng loại yếu đuối hơn. 5. Loài địa ngục. Ngục nam và ngục nữ phải giao hợp với nhau sanh ngục con
để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người bị rơi vào, để trả quả cho họ mang trọng tội. Vỏ bọc tánh người từ thế giới loài người bị luân chuyển đến. Địa ngục có 18 tầng. Tuổi thọ loài địa ngục này tùy theo tầng bậc. Tầng bậc 1 là 1.000 năm, tầng bậc 2 là 2.000 năm. Mỗi tầng bậc tăng lên 1.000 năm. Vì vậy, tuổi thọ tầng thứ 18 là 18.000 năm. Khi hết tuổi thọ trở lại thế giới loài người sống tiếp để luân chuyển đi nơi khác.